Honda ADC 2022 ra mắt, giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Honda ADC 2022 ra mắt tại thị trường Malaysia có giá 275.000 dirham, khoảng 1,5 tỷ đồng với nhiều nâng cấp về ngoại hình và trang bị. Honda ADC phiên bản nâng cấp 2022 chính thức ra mắt tại thị trường Malaysia chỉ vài ngày sau khi hình ảnh mẫu xe này chạy trên đường bị rò rỉ. Về ngoại hình, Honda ADC 2022 ấn tượng hơn nhờ lưới tản nhiệt phía trước mới thẳng đứng hơn và đi kèm với 4 thanh ngang. Lưới tản nhiệt dẫn đến nắp capo phẳng hơn và được nối bằng một thanh chrome dày kéo dài vào cụm đèn pha LED được thiết kế lại. Cản trước được thiết kế lại rộng và sắc nét hơn. Dọc theo hai bên thân xe, ADC mới vẫn giữ kiểu dáng như trước, nhưng đèn hậu thể thao phía sau được sửa đổi với đồ họa mới và một dải chrome kéo dài theo chiều rộng của cửa hậu. Bên trong khoang cabin, ADC 2022 có thiết kế bảng điều khiển mới với màn hình cảm ứng 8 inch ở vị trí trung tâm. Các lỗ thông hơi trung tâm và ở hàng ghế sau giờ đây mỏng hơn và nằm trên một mặt phẳng duy nhất để tạo ra dải phân cách giữa màn hình cảm ứng và ngăn xếp trung tâm. Mặt phẳng sau hiện có nút khởi động động cơ, cũng như bảng điều khiển cảm ứng cho hệ thống khí hậu và cần số. Về trang bị, Honda cho biết ADC 2022 đi kèm với bánh xe hợp kim 17 in, đèn báo rẽ tuần tự trước và sau, cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin 7 in. Hệ thống thông tin giải trí Advanced Display Audio hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Ghế bọc da, điện thoại rảnh tay và cửa sau trượt trợ lực. Xe có 7 ghế được bố trí theo cấu hình 223, với hàng ghế thứ 2 có ghế thuyền trưởng với cơ chế bọc đệm. Hàng ghế thứ 2 có thể trượt và nghiêng, trong khi hàng ghế thứ 3 có thể được gập lại hoàn toàn, nếu cần thêm không gian chở hàng. Xe có hệ thống kiểm soát khí hậu 2 vùng ở phía trước, trong khi phía sau có một vùng duy nhất và lỗ thông khí trên trần. Về hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái, ADC 2022 tiếp tục đi kèm với bộ Honda Sensing làm tiêu chuẩn, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hệ thống giảm thiểu va chạm CMBS, cảnh báo va chạm phía trước FCV, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu khởi hành trên đường GDM, cảnh báo trạch làn đường LDV và tự động ở tầm cao AHB. Ngoài ra còn có một camera chiếu hậu đa góc nhìn, giám sát điểm mù và cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, cũng như các hạng mục thụ động như 6 túi khí, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát ổn định ABS, EBD và hỗ trợ phanh. Honda ADC 2022 trang bị động cơ 2.4 lít DOHC IVTEC quen thuộc với 4 xi lanh na cho công suất 175 mã lực tại 6.200 vòng trên phút và mô men xoắn 225 Newton tại 4.000 vòng trên phút, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.